Xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Trên mẫu Ford Ranger Biturbo được bán với giá 918 triệu thì có cái hệ thống rất hay là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường và Adaptive Cruise Control. Adaptive này thì nó sẽ bám chạy theo xe phía trước, đồng thời nó giữ cái khoảng cách. Thực ra thì nó cũng tương đối một phần nào đó giống cái hệ thống hỗ trợ lái trên xe Volvo. Tuy nhiên, mình rất muốn thử xem là ở các giải tốc độ khác nhau thì cái hệ thống hỗ trợ trên Ranger này nó sẽ hoạt động như thế nào. Bởi vì có là một chuyện, nhưng hoạt động ở các cái giải tốc độ khác nhau nó là câu chuyện khác. Ví dụ như ở tốc độ chậm, rất đơn giản, mọi chuyện rất dễ. Nhưng ở tốc độ cao thì sao? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy thử. Tôi nghĩ rằng với mẫu Ranger này thì tôi sẽ thử luôn ở cái tốc độ 70. Đầu tiên là tôi sẽ bật hỗ trợ giữ làn này. Rồi sẽ bật hỗ trợ Adaptive đi. Đây các bạn sẽ thấy là tốc độ 70 nhá. Mình sẽ không so sánh được với cái hệ thống Adaptive Cruise Control. Cái hệ thống Autopilot của trên Volvo. Nhưng bạn sẽ thấy được cái hiệu quả giữa cái hệ thống Adaptive Cruise Control là giữ khoảng cách và duy trì tốc độ cộng với hỗ trợ giữ làn. Đó, tôi giữ lái. Và ví dụ bây giờ tôi giả chạy an toàn nha các bạn. Sẽ an toàn, tốc độ vừa phải rồi. Đấy, mình sẽ đẩy sang phải một chút đi. Đấy, cái vô lăng này hơi lệch một chút. Nó sẽ trả lại không? Đấy, Nó sẽ cân lại ở tốc độ này. Đấy, nhưng mà đấy thưa các bạn. Đấy, nhưng mà ngay lập tức là có hơi xu hướng lệch một chút thì lập tức là hệ thống báo cảnh báo luôn bằng âm thanh. Đấy, và warning là tài xế có vẻ như là buồn ngủ. Đấy, các bạn thấy đấy. Và warning ngay. Chưa phải là hỗ trợ lái tự động hoàn toàn đấy, các bạn thấy không? Đấy, chỉnh ngay. Vậy khi với cái chức năng này, khi ta chạy ở tốc độ 70, ok, bạn sẽ có được cái sự hỗ trợ tuyệt vời từ Ford Ranger. Đó. Bây giờ mình sẽ tăng tốc lên bằng Cruise Control lên đến 80 đi. Rồi, 80 thì sao? Bạn nên nhớ rằng phía trước vẫn có một chiếc xe tải. Và nếu như tôi chạy tốc độ cao hơn thì nó sẽ phanh lại. 80 ok. Đó. Nhưng mà hệ thống sẽ cảnh báo ngay. Đấy, nó sẽ tự lái nhé. Tôi không phải chỉnh vô lăng. Đấy đấy. Sẽ chỉnh. Bạn sẽ yên tâm hơn đúng không ạ? Nhưng mà hệ thống cảnh báo liên tục. Trên Volvo cũng vậy, khi mà vượt quá một cái giới hạn nào đấy hoặc vượt quá cái giới hạn của cái hệ thống có thể can thiệp được thì ngay lập tức nó sẽ thông báo. Rồi bây giờ mình sẽ thử ở tốc độ 90 đi. Đó, và lập tức là thấy chưa, ly cà phê được bật lên. Liên tục cảnh báo cho bạn là có khả năng là buồn ngủ bởi vì tay lái có vẻ như chệch choạng. Bây giờ 90. 90 thì sao? À, 90 à, 90 xe tải đấy, 90 hơi cua một chút. Rồi. Vẫn tốt, rất tốt. Vẫn rất tốt luôn. Good. Hơi cua một tí để xem đánh giá như thế nào đấy. Cảnh báo báo liên tục. Đấy, nếu mà sát với cái xe phía trước nhá thì lập tức là tốc độ bạn sẽ giảm đâu, về gần 80 này khi xe trước chậm. Đó, và hệ thống sẽ đánh lái tốt hơn. Bây giờ tôi sẽ cần vượt qua cái xe tải phía trước để tôi thử cái tốc độ cao hơn thưa các bạn. Rồi. Bây giờ tôi sẽ thử tốc độ 110 đi. 110 nhá. Tất nhiên là mình thử chủ động chứ không phải là bị động. Mình luôn luôn sẵn sàng đỡ lại vị trí lái. Đó, và lệch làn rồi thưa các bạn, không thể giữ được. Một hệ thống đã báo đỏ. Như vậy có thể nói là vượt qua con số 110 thì rõ ràng cái hệ thống hỗ trợ giữ làn sẽ khó có thể hoạt động một cách chính xác được. Và ngay lập tức trên màn hình sẽ cảnh báo cho bạn là bạn phải cầm vô lăng ngay lập tức. Đó, mỗi hệ thống nó có một cái giới hạn về điều khiển. Bây giờ mình đấy là 110. Thế bây giờ mình sẽ thử lại cái mức 100 xem như thế nào. Các bạn sẽ xem được, các bạn sẽ xem được. À, rồi. Các bạn sẽ xem được. Rồi, 100. Hơi cua một chút. Vâng, tất cả là mình thử chủ động nhé các bạn. Vẫn luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng. Wow, wow, không được rồi. Đây, để mình rồi. Mình sẽ thử lại cái đoạn này hơi cua. Trên cái XC40 tôi đã thử ở trên cao tốc Tây Ban Nha thì tốc độ này nó vẫn giữ được.
Đấy, biểu tượng vàng này là vẫn còn đỡ được nhá. Như vậy là 100 hơi cua một chút là vẫn giữ được. Đó, vẫn giữ được. Có nghĩa là hơn 110, hơn 100 gì đấy thì các bạn sẽ phải nhận được cái cảnh báo liên tục. Đó là khi đó là vượt khỏi giới hạn. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào cái độ cua. Nếu mà độ cua gấp quá như thế này thì chắc chắn ở tốc độ khả năng cao, những ở những cái tốc độ là 80, 90 nó cũng khó có thể hoạt động được, ngay cả trên những chiếc xe tự lái hiện đại nhất ngày nay. Bởi vì là đơn giản là tốc độ vào cua nó ảnh hưởng rất lớn, cho nên bẻ cua ngoặt thì đương nhiên kể cả mình tự lái bằng tay thì cũng phải giảm tốc độ mà vào cua, chứ cũng không thể để duy trì một cái tốc độ như thế được. Đấy, như vậy là nếu như mà ở tốc độ cao quá này, ở cua này, thì nếu như cái xe này nó lại tự động giảm được tốc độ nữa thì tuyệt vời phải không ạ? Nhưng thực sự với một chiếc xe Ranger Biturbo này có giá bán là 918 triệu mà có tất cả những cái tính năng như thế này, hiện đại như thế này, thì đó là điều đáng ghi nhận. Còn bây giờ thì các bạn hãy nhớ nhé, trên màn hình này, hệ thống hỗ trợ giữ làn, nếu mà màu xanh ok các bạn có thể tự tin vào đấy. Nếu màu vàng là chớm rồi, đèn vàng mà. Nhưng mà màu đỏ là chắc chắn là phải giữ ngay vô lăng. Đấy. Và thực sự cái giá trị của màu nó mang lại khi mà chúng ta đi cao tốc với một cái tốc độ mình nghĩ rằng loanh quanh ở 100 thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều. Còn các bạn, nếu như các bạn đã trải nghiệm rất nhiều với cái hệ thống Adaptive Cruise Control, hệ thống hỗ trợ giữ làn, hệ thống giữ khoảng cách như thế nào trong các điều kiện khác nhau, có rất nhiều điều kiện hoạt động khác nhau, các bạn hãy comment chia sẻ bên dưới clip giúp mình nhé. Còn bây giờ thì đừng quên rung chuông và subscribe kênh nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.